Nhận định soi kèo bán kết lượt về UEFA Champions League, trận đấu giữa Real Madrid và Bayern Munich sẽ được diễn ra lúc 2 giờ sáng ngày 9 tháng 5 2024. Video này sẽ được đăng tải đồng thời lên cả ba kênh, đó là Kèo Bóng Hải Minh, Xem Bóng Đá Là Có Tiền và cũng như là kênh Bình Luận Viên Hoàng Hải. Nếu như mà anh em thấy video này hay thì hãy để lại cho mình một like, một đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để có thể xem sớm những video mới nhất từ cả ba kênh YouTube của mình. Còn nếu như mà anh em nào mà đang còn lang thang bên ngoài, chưa có nhóm theo, chưa có kèo để chơi thì có thể liên hệ với mình qua Telegram, đó là Còn Bình Luận Viên Hoàng Hải, hoặc là vào thẳng luôn nhóm chung, nhóm công khai mình có ghim ở phần giới thiệu kênh. Đó, cuối tuần vừa rồi thì cũng diễn ra các cái trận đấu ở các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu, và đây là cái khoảng thời gian mà mình và những anh em trong nhóm có được những cái khoảng thời gian mà bú kèo khá là nhiều nha anh em. Đó, làm cho chị cái cũng phải khá là chật vật và khổ sở với mình và những anh em trong nhóm nha. Đó, các cái trận đấu ở ngoại Anh như là trận đấu của Arsenal Bournemouth nè, đó mình đề xuất cho anh em trước 4 mã kèo thì bú 3. Đó, bú 3 chỉ để thua lại duy nhất một cái mã kèo Bournemouth được chấp 4-5 góp thôi, bú cái mã kèo handicap Arsenal nè. Đó, Arsenal trừ 0.75 cũng như là 0.5 ở trong hiệp 1 nè. Đó, xỉu 3.75. Đó, mọi khi mà tỷ số kết thúc là 3-0 nghiêng về cho đội chủ nhà Arsenal nè. Đó, trong trận thì mình cũng cho anh em thêm một vài các cái mã kèo khác như là tài hiệp 1 nè, tài 0.75 và cũng như là 0.5 cho hiệp 1, và ở phút 40 thì Arsenal cũng có bàn thắng mở tỷ số nha anh em. Đó, ngoài ra cũng còn một vài các cái trận đấu khác thuộc khung 21 giờ. Đó, ngày thứ 7. Đó. Mình lên cho anh em 4 cái trận đấu để cho anh em có thể ghép xiên hoặc là anh em xé lẻ đều tay. Đó, bú được cái trận cầu của Fulham được chấp 0.5 bóng cả trận kết thúc với tỷ số là 0-0 này. Chúng ta chỉ để thua duy nhất cái trận đấu của Burnley thôi, khi mà các thủ Burnley để các thủ Newcastle vùi dập với tỷ số như là 5-0, 5-1 gì đó anh em. Đó, ngoài ra cũng có một cái mã kèo big ở trong trận Sheffield United và cũng như là Nottingham Forest thì mình cho nằm đội khách Nottingham Forest trừ 0.75 FT, và đây là cái mã kèo big của mình dành cho tất cả những anh em. Đó, thì Nottingham giành chiến thắng với tỷ số là 1-3. Đó, cũng như là một cái mã kèo Man City trừ 2.5 FT. Đó, và Man City đã đánh bại các cầu thủ Wolverhampton với tỷ số hình như là 5-0. Đó, 5-0 nha anh em. Đó, còn ngoài ra cũng còn một vài cái trận đấu khác ngày chủ nhật hôm qua thì đây chỉ có duy nhất cái trận cầu của Man City là mình thua thôi anh em. Đó, chỉ thua duy nhất cái trận cầu của Man City thôi. Đó, bú được mã kèo handicap nè. Đó, tài hiệp 1 thì hình như cũng có bàn. Đó, thua hai mã gốc. Đó, thua hai mã gốc tài 5 gốc hiệp 1 và cũng như 11 gốc FT. Ở khi mà thằng Man City nó có bàn rồi thì khá là khó. Đó. Ngoài ra cũng còn một vài cái trận đấu ở ngày chủ nhật thì chúng ta có các cái trận đấu của Serie A nè, mình lên cho anh em trận cầu của Cagliari và Lecce. Đó, một mã tài 1.5 và cũng như là một mã 0.5 rung trong hiệp 1. Đó, sớm thì cho anh em đầu tư một cái mã kèo đội chủ nhà trừ 0.25, khá là đáng tiếc khi mà chúng ta thua nửa tiền ở mã kèo này với tỷ số là 1-1 nha anh em. Đó, thì bù lại thì cũng bú được cho anh em hai cái nhịp tài cả trận và cũng như là trong hiệp 1. Đó. Ngày hồi chủ nhật thì chúng ta cũng có thêm một vài cái trận đấu khác như Brighton Aston Villa, mình cho anh em đầu tư Brighton này cộng 0 FT kết thúc với tỷ số là 1-0. Đó, cũng bú luôn cái mã kèo handicap này và cũng như là một cái mã big ở trong trận cầu giữa Chelsea và West Ham. Đó, một cái mã kèo tài 3.5 FT và về luôn ngay ở phút 60 nha anh em. Về ngay phút 60. Đó, cách đó không lâu thì cũng diễn ra cái trận cầu của Liverpool. Đó, Liverpool và Tottenham Hotspur thì người anh của mình, đó, Kèo Bóng Hải Minh cũng đã lên cho anh em cái trận đấu, các cái mã kèo của cái trận đấu này. Đó, trận đấu giữa Liverpool Tottenham thì anh Hải Minh cũng có đề xuất cho anh em là tài 3.75 hoặc là 3.5 khả năng cao nè, tài 1.5 hiệp 1 nè, tài 11.5 góc và cũng như là một mã kèo BTTS. Đó, thì ở trong 4 cái mã kèo này thì chúng ta bú được cả 4 mã, bú được 3 mã chứ anh em, tài 3.5 nè. Đó, tài 1.5 hiệp 1 có 2 bàn nè. Chỉ thua duy nhất cái mã kèo tài 11.5 góc đi. 11.5 góc thôi anh em, khá là cay khi mà nó về đúng 11 góc nha. Đó, và cũng bú luôn cái mã kèo BTTS của cái trận đấu này, hình như là kết thúc với tỷ số là 4-2. Đó, 4-2 nghiêng về cho đội chủ nhà Liverpool nha. Ngày hôm nay đầu tuần nên là cũng khá là ít bóng nha anh em, khá là ít bóng. Đó, ngoài ra cũng còn trận đấu của Italia nè, Roma Juventus thì mình cho nằm đội chủ nhà Roma trừ 0 FT hòa kèo anh em. Đó, 1-1. Đó, bú được nếu như mà anh em nào đầu tư tài 2 thì hòa tiền nè, 1.75 thì ăn nữa, và cũng như là bú được cái mã kèo trong hiệp 1 tài 0.75 0.5 ăn đủ luôn khi mà kết thúc ở trong hiệp 1 có đến 2 bàn thắng nha. Đó, hòa 1-1 dành cho cả hai đội bóng luôn.
Ở chiều ngày hôm nay thì mình cũng cho anh em đầu tư cái trận cầu của Nhật Bản Urawa Red Diamond cũng như là Yokohama. Đó thì tỷ số kết thúc là 2-1 nghiêng về cho đội chủ nhà Urawa Red Diamond, một đại diện của đến từ Nhật Bản nha anh em. Đó đây, kết thúc với tỷ số là 2-1. Đó, nằm đội chủ nhà nha. Đó, còn về cái chiều nay thì chúng ta chỉ có duy nhất một cái trận đấu của thằng gì ta? À hình như hết rồi anh em. Hết rồi. Hiện tại thì đang diễn ra cái trận cầu ở trong khu Serie A Salernitana gặp Atalanta nè. Đó mình cũng lên cho anh em các cái mã kèo và cũng như một cái trận cầu ở trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia Thụy Điển nha. Đó tối nay thì chúng ta sẽ có cái trận đấu của Man United. Đó Man United và Crystal Palace thì xét giờ thì mình cũng sẽ lên kèo cho anh em thôi. Rồi quay trở lại nội dung chính ở video ngày hôm nay, trận cầu giữa Real và Bayern, thì trước hết chúng ta sẽ nhìn một chút về các cái mã kèo mà nhà cái đưa ra ở trong cái trận cầu này. Thì hiện tại đang có một cái mức chấp dành cho một vài các mức chấp dành cho bên phía đội chủ nhà. Đó dao động từ tầm khoảng 0.25 đến 1 hòa luôn nha anh em. Cái trận đấu này thì Real chấp khá là cao khi với cái điểm tựa sân nhà của mình nha. Đó Real trừ 0.5 là cái mã kèo chính, với mức ăn của đội chủ nhà Real đang là thấp hơn 0.8 so với kèo 1.06 của bên phía đội khách Bayer. Đó tài xỉu thì dao động từ tầm khoảng 2.5 đến 3.25. Ở mã kèo chính thì chúng ta đang có một cái mã kèo 3 hòa và cái mức ăn của cả mã kèo tài và kèo xỉu thì nó khá là cân bằng nhau. Đó. Còn về kèo châu là một cái mức ăn thấp hơn tương đối là nhiều dành cho bên phía đội chủ nhà Real nha anh em. Thì nhà cái dự đoán đây sẽ là một cái chiến thắng dành cho bên phía đội chủ nhà Real. Đó khi mà cái mức ăn của cả cái kèo bên phía đội khách và cũng như là kèo hòa châu Âu thì khá là cao nha. Đó hiệp 1 thì chúng ta có hai cái mã chấp 0.25 và cũng như là 0.5. Tài xỉu hiệp 1 là 1 hòa và cũng như là 1.25 nha. Hiện tại vẫn chưa có cái mã kèo gốc và thẻ, khi nào có thì mình sẽ cập nhật cho anh em ở trên nhóm sau. Rồi thì chúng ta sẽ nhìn một chút về cái trận đấu lượt đi của cả hai đội bóng khi mà Bayer được thi đấu trên sân nhà Allianz Arena của mình, thì họ cũng đã khá là đáng tiếc khi mà để cái thủ Real cầm hòa với tỷ số là 2-2 nha anh em. Tuy nhiên thì đây là một cái trận cầu mà mình cảm nhận được là khá là hay nha. Đó một bên tấn công và một bên là phòng ngự phản công. Đó Real thì nói chung là ở trong trận cầu này mặc dù thi đấu làm khách thì họ cũng không thua thiệt nhiều anh em. Đó không thua thiệt nhiều nha. Khi mà ở trong cái trận đấu này họ cầm bóng 48%, đó so với 52% của đội chủ nhà thì cũng không thua thiệt nhiều. Bên phía Bayer thì tung ra được 14 cú sút, còn bên phía đội khách Real là 10. Đó. Còn về chỉ số phạt góc đây cũng là một cái trận đấu về tài góc dành cho tất cả anh em. Đó khi mà Bayer có được 6 góc, Real 5 góc nè, thì đây là về được kèo tài góc dành cho anh em. Đó hình như trận đấu trước là mình cũng đã bú khá là đậm cái trận đấu của Bayer và Real. Để mình xem lại nha anh em. Cái trận cầu của Real với Bayer là mình bú khá là đậm nha anh em. Indonesia Bayer đây. Này PSG. Đây rồi. Trận cầu của Bayer và Real ở lượt đi nè, mình đề xuất cho anh em Real cộng 0.5. Đó, bú cái mã kèo handicap của đội khách Real với tỷ số là 2-2 nè. Tài 2.75, 2.5, 2-2 thì đương nhiên là bú rồi anh em. Tài 1 hình như là trong hiệp 1 thì cũng chỉ có một bàn thắng thôi. Hiệp 1 chỉ có một bàn thắng thôi anh em, của bàn thắng mở tỷ số của Vinicius. Đó, bàn thắng của Vinicius là mình cũng nói chung là nếu như mà anh em đầu tư kèo tài 1 thì hòa tiền 0.75 ăn nữa nha. Tài 9.5 góc thì bú rồi. Đó, chỉ thua duy nhất một cái mã kèo Bayer trừ 1.25 góc thôi, thua nửa tiền khi mà cái tỷ số góc là 6.5 nghiêng về cho bên phía đội chủ nhà Bayer Munich nha anh em. Đó. Ở trong cái trận cầu này thì Real mới là đội bóng mở tỷ số trước bằng bàn thắng của Vinicius Junior nha anh em, bằng một cái pha kiến tạo cực kỳ có thể gọi là hay mà cũng như là thiên tài. Đó thiên tài của Toni Kroos nha anh em. Sang hiệp 2 thì các thủ Bayer có liên tiếp có được cho mình hai cái bàn thắng bằng những pha lập công của Leroy Sané và cũng như Harry Kane. Đó đến phút 83 thì các thủ Real có được cho mình cái bàn thắng quân bình tỷ số 2-2 bằng pha lập công của Vinicius Junior ở trên chấm phạt đền nha. Đó cũng giúp mình lia được cái mã kèo handicap khá là rực rỡ trong cái trận cầu lượt đi. Đó. Chúng ta sẽ nhìn một chút về cái thành tích đối đầu lại đi. Thành tích đối đầu thì ở trong 10 trận đấu gần đây nhất, Real và Bayer gặp nhau thì các thủ Real đang có một phần lợi thế khi mà họ có được 5 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ để thua 3 trận trước các thủ Bayer Munich. Đó, để thua ở trong cái trận cầu giao hữu quốc tế năm 2019 này anh em, ICC Cup. Đó thua với tỷ số là 3-1. Đó cũng như là một cái trận thua ở mùa giải 2017. 2017 thì các thủ Real để thua với tỷ số là 2-1 nha anh em, và cũng như là một cái trận đấu trong khuôn khổ Audi Cup cũng là một trận đấu giao hữu khác. Vậy là tính ra nếu như mà các cái giải đấu chính thức á, thì Real chỉ mới để thua Bayern Munich một trận đấu duy nhất nha anh em.
ở trong các cái giải đấu chính thức nha. Đó, còn về các trận đấu giao hữu thì mình cũng sẽ không đề cập. Đó, cái tỷ lệ thắng kèo handicap của bên phía Real cũng tương đối cao ở trên mức trung bình với các mức chấp dao động từ tầm khoảng 0.25, 0.25, 0.5 và cũng như là đồng banh nha anh em. Đó, cái tỷ lệ ly kèo handicap của bên phía Real cũng tương đối là tốt khi mà họ có 6 trên 10 trận đấu. Đó là thắng được kèo handicap. Cái tỷ lệ về tài của bên phía các thủ Real cũng các cái trận đấu của Real bây giờ cũng tương đối cao nha anh em, khi mà trong 10 trận đấu này nhất chỉ có 2-3 cái trận đấu là về xỉu thôi, và họ cũng đang có chuỗi 6 trận đấu liên tiếp chưa có bất kỳ trận đấu nào không có bất kỳ trận đấu nào về xỉu nha anh em. Đó, hoặc là hòa kèo đó, hoặc là về tài nha, và cũng như là 3 trận đấu liên tiếp về tài ở trong các cuộc đụng độ gần đây của bên phía Real và Bayer. Rồi, còn về cái thành tích mà khi mà Real đón tiếp các cầu thủ Bayer trên sân nhà của mình thì cái khoảng thời gian cũng khá là lâu rồi anh em, khá là lâu. Đó, 2018 2017 thì kết quả không được tốt cho lắm khi mà Real có cho mình được một trận hòa, một trận thua. Đó, và trước đó thì họ có chuỗi 5 trận đấu liên tiếp toàn thắng các thủ Bayer ở trên sân nhà của mình. Đó, tỷ lệ thắng của bên phía các thủ Real Madrid cũng tương đối cao, 71,4% khi mà họ cũng chỉ mới để thua duy nhất một cái trận đấu trước các thủ Bayer vào mùa giải 2017 thôi anh em. Đó, cái tỷ lệ ly kèo handicap là 60% và tỷ lệ về tài cũng tương đối cao, 60%, chỉ có duy nhất một cái trận đấu về xỉu ở trong 5 trận đấu gần đây nhất mà các thủ Real đón tiếp Bayer trên sân nhà Bernabeu của mình. Rồi, còn về cái phong độ gần đây của bên phía Real Madrid, một cái phong độ cực kỳ lợi hại của bên phía Real nha anh em. Khi mà họ có chuỗi 10 trận đấu ở đây thì họ đang có thành tích bất bại với 7 chiến thắng và 3 trận hòa. Chỉ có 3 trận hòa trước Bayern Munich ở trận cầu lượt đi nè, một trận hòa trước đương kim vô địch Man City. Đó là hai cái trận đấu ở trong khuôn khổ, 3 trận hòa luôn chứ, 3 trận hòa đều ở trong khuôn khổ C1 anh em. Đều ở trong khuôn khổ C1, còn nếu như mà giải đấu quốc nội thì họ toàn thắng. Đó, 3 trận hòa này đều thuộc khuôn khổ C1, 2 trận cầu ở trận tứ kết trước Man City và cũng như một trận bán kết lượt đi với Bayern Munich thôi. Đó, cái tỷ lệ ly kèo handicap cực kỳ khủng khiếp của bên phía các thủ Real Madrid, tỷ lệ thắng kèo handicap 100% ở trong các cái trận đấu gần đây của bên phía Real nha anh em. Toàn thắng handicap với các mã chấp cao như là 1.5 luôn, 0.25, kèo 0.75 thì họ lia khá là tốt, một hòa và cũng như là 1.75. Đó, tỷ lệ thắng kèo handicap cực kỳ khủng khiếp của bên phía các thủ Real Madrid ở trong 10 trận đấu này nhất nha anh em. Đó, và anh em cũng biết là mình cần phải đầu tư vào cái mã kèo nào ở trong trận cầu ngày hôm nay nữa. Đó, tỷ lệ về tài cũng chỉ ở mức trung bình là khoảng 50% thôi anh em. Bộ có 4 cái trận đấu trước Real Sociedad kết thúc với tỷ số 1-0 về xỉu nè. Đó, hòa Man City một đều về xỉu. Đó, hòa thắng 0-1 trước các thủ Mallorca, đó cũng về xỉu, và cũng như một chiến thắng 2-0 trước các thủ liên tiếp Bilbao thôi. Đó là 4 cái trận đấu về xỉu ở trong 10 trận đấu thứ nhất của Real. Còn về cái phong độ thi đấu trên sân nhà của mình thì các thủ Real vẫn đang giữ cho mình cái thành tích bất bại nha anh em. Với 7 chiến thắng, 3 trận hòa, hòa Man City 3 đều nè, hòa AB Leipzig. Đó, và cũng như là một trận hòa trước Atletico, 2 trận đấu thuộc C1 và cũng như một trận đấu ở trong khổ La Liga nha. Đó, cái tỷ lệ thắng kèo handicap của họ cũng khá là tốt, ở trên mức trung bình tầm khoảng 60%, và họ đang có chuỗi 5 trận đấu liên tiếp toàn thắng các mã kèo liên quan đến handicap ở trên sân nhà của mình. Đó, cái tỷ lệ về tài cũng ở chỉ mức trung bình 50% thôi nè, có 4 trận đấu về xỉu, 4 trận đấu về xỉu ở trong 10 trận đấu gần đây nhất của Real thi đấu trên sân nhà của mình nha. Còn về bên phía cái thủ Bayern Munich thì ở trong 10 trận đấu này nhất họ chỉ có được cho mình được 5 chiến thắng, 2 trận hòa và 3 trận thua. Họ vừa để thua cái trận đấu mới đây nhất trước VfB Stuttgart ở trong cổ Bundesliga nha anh em. Đó, hình như là họ cũng nghĩ, mình nghĩ là chắc cũng đang dưỡng sức để có thể chiến với Real trong trận cầu này. Đó, còn lại thì họ cũng để thua các thủ Heidenheim ở trong khuôn khổ Bundesliga và cũng như một trận thua trước Borussia Dortmund. Đó, cái tỷ lệ thắng kèo handicap của họ cũng chỉ ở mức tầm khoảng 40% thôi anh em. Đó, 40% tỷ lệ về tài cũng tương đối cao, 60%, bóng đá Đức đá cũng khá là thoáng nha anh em. Đó, còn về các cái trận đấu mà Bayern Munich làm khách thì họ cũng chỉ có được cho mình 3 chiến thắng thôi anh em. 10 trận đấu này nhất làm khách thì họ cũng chỉ có được cho mình 3 chiến thắng thôi, 2 trận hòa và 5 trận thua. Đó, họ chỉ có được chiến thắng trước Union Berlin với tỷ số 5-1 nè, thắng 5-2 trước Darmstadt, đó, và cũng như là thắng 3-2 trước Augsburg, những cái đội bóng nhỏ thôi nè. Đó, tỷ lệ thắng kèo cực kỳ tệ luôn, 30%, chỉ có 30%. Tuy nhiên thì cái tỷ lệ về tài là một cái thông số cực kỳ đáng được chú ý khi mà họ có đến 80% trận đấu về tài nha anh em, khi mà làm khách. Đó, và đang có chuỗi 7 trận đấu liên tiếp
về tài khi mà các thủ Bayern Munich làm khách nha anh em, cái tỷ lệ nổ tài cũng sẽ khá là được kỳ vọng ở trong trận cầu này đó. Rồi chúng ta sẽ điểm một chút về các thông số liên quan đến hiệp 1 và phạt góc. Nếu như mà anh em trước giờ cũng đầu tư như mình á, là kèo hiệp 1 tầm khoảng 1 hòa đổ xuống canh 0.75 hoặc 0.5 thì có ít nhất một bàn trong hiệp 1 bên phía Real sẽ có được 1, 2, 3, 4 nè, 5, 6, 7, 7 trên 10 trận đấu của bên phía Real là có ít nhất một bàn trong hiệp 1 nha anh em. Có ít nhất một bàn trong hiệp 1 đó. Còn về kèo phạt góc thì mình nghĩ trong cái trận đấu này cũng sẽ tương tự như trận đấu lượt đi, nằm ở khoảng từ 9.5 đến 10 hòa, thì mình sẽ xem thử có bao nhiêu cái trận đấu là bên phía Real có thể lia được mã kèo tài góc nha anh em. Họ có 1 nè, 2 nè, 3, 4, 5, 6, 6 trên 10 trận đấu là có từ khoảng 10 góc đổ lên nha anh em, là anh em có thể lia được cái mã kèo tài góc tầm khoảng 9.5-10 hòa. Đó, nói chung là một cái tỷ lệ cũng tạm chấp nhận được ở trong các trận đấu gần đây của bên phía Real. Còn kèo một sẽ dao động từ tầm khoảng 4.5 tới 5 hòa thì bên phía Real cũng có 1, 2 nè, 3 nè, 4 nè, đó, 5, 6, 6 trên 10 trận đấu nha anh em. Có các cái trận đấu giữa trước Man City và Girona không có thông số phạt góc thì hình như là cũng về xỉu thôi, cũng về xỉu góc thôi. Đó thì nói chung là cái tỷ lệ góc thì nói chung vẫn sẽ đầu tư được, vẫn sẽ đầu tư được nha anh em. Đó, còn về nếu như mà không tính cái thành tích sân nhà thì các cái trận đấu gần đây của Real nổ tài góc cũng khá là tưng bừng. Đó, khi mà họ có được 1 2 3 nè, 4 nè, 5 nè. Đó, 6 7 8, 8 trên 10 trận đấu gần đây của Real đều về tài góc nha anh em. Đó, đều về tài góc ở trong các trận đấu gần đây, tính luôn thành tích sân nhà và sân khách nha. Tức là cái tỷ lệ cài góc của Real cả sân nhà sân khách đều tốt. Đó nên là đây cũng sẽ là một cái thông số để cho anh em có thể dựa vào và đầu tư trong trận cầu ngày hôm nay. Tuy nhiên cũng có một vài trận đấu mà Real thua về chỉ số góc khá là sâu, như là thua 11-3 trước trong trận cầu trước Real Sociedad nè, thua 8-2 trước Barcelona nè. Đó, đó cũng chỉ có hai trận đấu thôi, còn lại thì họ đè góc cũng khá là tốt, thắng 7-4 trước Cadiz City nè. Đó, à cũng họ cũng thua Man City với tỷ số 15-0 góc nha anh em. Đó, thua luôn Mallorca. Đó, chắc là mình sẽ cho anh em đầu tư kèo tài góc thôi, còn kèo chấp góc thì chắc là sẽ không đầu tư khi mà khá là khó lường, khá là khó lường nha. Sân nhà thì Real cài góc để xem có những cái trận đấu có 2 góc, 4 góc, 0 góc luôn, 2 góc luôn, khá là khó để cho anh em đầu tư kèo góc, kèo góc chấp ở trong trận cầu này. Mình nghĩ kèo tài góc nó sẽ khả thi hơn nha. Đó, còn về bên phía Bayern Munich thì kèo hiệp 1 ít nhất một bàn thì bên phía Bayern có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trận đấu anh em. Có 9 trận đấu là có ít nhất một bàn ở trong hiệp 1. Và một cái mã kèo tài hiệp 1 cực kỳ sáng dành cho tất cả anh em đầu tư ở cái mức tầm khoảng dưới đầu 1. Đó, từ 1 hòa đến canh 0.75 và 0.5. Đó, thì đây sẽ là cái mã kèo mình khá là ưng ở trong cái trận cầu này nha. Cộng với cái kèo tài bàn và tài góc mình cũng khá là kết. Đó. Còn về các thông số liên quan đến phạt góc của bên phía Bayer không được tốt lắm anh em ơi. Không được tốt lắm khi mà Bayer chỉ có được cho mình 1 nè, 2, 3, chỉ có 3 trận đấu về tài góc thôi. Mình chắc cũng sẽ phải suy nghĩ lại về cái kèo tài góc ở trong trận đấu lượt về này. Đó, cũng khá là phân vân nha. Đó, hiệp 1 thì có 1 nè, 2 nè, 3, có 3 trận đấu thôi nè. Hôm nay trận này quýnh xỉu góc ta. Khi mà cái tỷ lệ góc của Real cũng không phải là vượt trội nhiều, và Bayern Munich theo sân khách thì cũng sẽ tương đối là ít góc thôi. Thôi, khi nào chắc mình sẽ đợi cái đội hình chính thức của cả hai đội bóng rồi sẽ chốt kèo góc cho anh em sau. Hiện tại mình đang khá kết kèo tài bàn cả trận và cũng như hiệp 1, cũng như là một cái mã kèo handicap của Real. Đó, nói chung là những ba cái mã kèo mình khá là kết nha. Đó, rồi chúng ta sẽ nhìn một chút về các cái thông số khác. Đây, có 5 trên 6 trận đấu của Bayer và Real là có nhiều hơn 10.5 góc nè. Đó, nó lại hơi sai. 8 trên 10 trận đấu là có ít hơn 4.5 thẻ. 5 trên 6 trận đấu là Bayer là đội bóng mở tỷ số trước. 6 trên 6 trận đấu là có kèo cả hai đội cùng ghi bàn. Kèo BTT cả hai đội cùng ghi bàn ở trong trận cầu này mình nghĩ chắc ăn thấp lắm anh em ơi. Chắc tầm khoảng 0.3, 0.2 thôi. Đó, có 6 trên 6 trận đấu là có nhiều hơn 2.5 bàn nè. Ở ngoài ra cũng có một vài thông số khác như là tài góc, xỉu thẻ, mở tỷ số trước Real nè. Đó, cả hai đội cùng ghi bàn của bên phía Bayer, nhiều hơn 2.5 bàn của bên phía Bayer luôn. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn một chút về cái đội hình dự kiến của cả hai đội bóng. Thì bên phía Real cũng không có trường hợp nào chấn thương đáng tiếc ngoại trừ Tchouaméni thôi anh em.
anh đang dính một cái chấn thương nhẹ thôi và vẫn còn cái khả năng ra sân ở trong trận cầu này. Còn về bên phía cầu thủ Bayern Munich thì thiếu vắng đi khá là nhiều những cái trường hợp như là bên Men, Bonasa đó, Saka Boy, Kingsley Coman đó, Rafael Guerrero đó, De Ligt và cũng như Eric Dier thôi. Thì đây là một vài cái trường hợp chấn thương của bên phía cầu thủ Bayern Munich. Nói chung là về tình hình lực lượng thì cảm nhận được ra nó đang ổn hơn nhiều nha anh em. Nếu như mà không có gì thay đổi thì cái đội hình của cả hai đội bóng cũng sẽ tương tự như trận đấu lượt đi thôi anh em. Ở trên hàng công của Real vẫn sẽ Vinicius Junior cũng như Rodrigo, ở đá dưới một xíu là giúp Bellingham. Ở bộ ba tiền vệ trung tâm sẽ là Camavinga, Toni Kroos và cũng như là Van Bede. Bộ đôi trung vệ sẽ là Nacho Fernandez, Anthony Rüdiger, hai hậu vệ biên sẽ là Flamendi và cũng như là Daniel Carvajal nha. Đó, còn về bên phía các thủ Bayer thì vẫn sẽ những cái tên như là Harry Kane nè. Đó, hàng tiền vệ chúng ta có những cái tên như là Leroy Sané, Thomas Müller, Musiala. Đó, bộ đôi tiền vệ trung tâm vẫn sẽ là Konrad Lehmann, Leon Goretzka. Đó, bộ đôi trung vệ sẽ là Upamecano, Kim Min-jae. Đó, Kim Min-jae con hàng người Hàn Quốc này ở trong cái trận cầu lượt đi nói chung là có những cái tình huống xử lý cũng khá là không hợp lý lắm nha anh em. Hình như là cái bàn thắng quân bình tỷ số của bên phía các thủ Real là do pha phạm lỗi của Kim Min-jae. Đó, hai hậu vệ biên của bên phía các thủ Bayer sẽ là Joshua Kimmich và cũng như là Alphonso David. Đó rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào chốt kèo cho anh em ở trong cái trận cầu ngày hôm nay thôi. Đây là cái trận cầu mà đáng được trông đợi nhất ở cái giai đoạn giữa tuần này nha anh em. Nếu như mà so với cái độ hấp dẫn thì đương nhiên nó sẽ hấp dẫn hơn so với trận cầu của PSG và Dortmund. Rồi, thì như những gì mình phân tích đó, hiện tại các tỷ lệ odds như thế này thì đang nghiêng về cho bên phía Real cực kỳ nhiều. Đó, với các cái tỷ lệ mà nhà cái đưa ra thì đương nhiên anh em nhìn vào cũng sẽ thấy được từ mã kèo châu, mã kèo chấp 0.5 đều nghiêng về cho bên phía các thủ Real. Đó, thì mình vẫn sẽ tin tưởng Real thôi anh em, khi mà cái thành tích gần đây, cái phong độ gần đây của Real là mình cảm nhận được là vượt trội hơn khá là nhiều. Cái trận cầu lượt đi thì mình cảm nhận được Bayern Munich cũng không có nói chung là cũng một phần nào bế tắc trước các thủ Real nha anh em, và những đường phản công của Real cũng cực kỳ sắc sảo luôn. Đó, cũng cực kỳ sắc sảo, nên là ở trận lượt về này Real được thế giới sân nhà, mình sẽ đầu tư một cái mã kèo handicap dành cho bên phía các thủ Real, và đây có thể cũng sẽ là một cái mã kèo mà mình đánh to một xíu cộng với cái mã kèo tài ở trong trận cầu này. Mình đề xuất anh em ở cái mã kèo an toàn nhất là tầm khoảng 2.75 hoặc là 2.5, anh em canh từ 2.75 đến 2.5 ăn cao một xíu là anh em cũng có thể đầu tư cho mình nha. Cái trận cầu này mình nghĩ là không có nổ bàn sớm đâu, chắc tầm khoảng từ phút 15 đổ đi thì mới bắt đầu có bàn thắng. Đó, thì đây cũng sẽ là một cái mã kèo để cho anh em có thể đầu tư được ở kèo tài vàng. Kèo tài hiệp 1 vẫn sẽ là một mã kèo mình đầu tư ở dưới mức 1, anh em vẫn chờ hạ. Đó, một hòa 0.75 0.5. Đó là sẽ đợi ba cái nhịp đó. Nếu như mà lỡ nhịp thì bỏ thôi anh em, không xong hết. Đó, nếu như mà anh em canh hạ mà nó nổ sớm thì anh em có thể bỏ cái nhịp đó và nhìn cái thế trận của nó như thế nào. Thì lúc đó anh em có thể có được những cái pha xử lý ở đánh rung đánh nhồi sau. Đó, đánh rung đánh nhồi sau nha. Và nếu như mà anh em không có biết cách nhồi biết cách rung thì cứ liên hệ với mình để vào nhóm. Mình sẽ có cho anh em những cái mã rung mã nhồi dựa vào cái diễn biến của trận đấu như thế nào nha. Rồi, thì còn về kèo góc thì mình sẽ không đầu tư. Mình nghĩ là mình sẽ không đầu tư với cái các cái thành tích gần đây, cái số liệu gần đây thì mình sẽ không đầu tư vào kèo góc. Mình vẫn sẽ xem thế trận nó như thế nào và có những cái mã kèo rung kèo nhồi sau liên quan đến phần góc dành cho tất cả anh em. Rồi, thì đây là những cái mã kèo mình chốt cho anh em ở trong trận cầu ngày hôm nay giữa Real Bayer nằm handicap Real trừ 0.5, đó tài 2.75 hoặc 2.5, và cũng như là một mã kèo tài hiệp 1 tầm khoảng 1 hòa đổ xuống. Đó, thì đây sẽ là các cái mã kèo mình đề xuất cho anh em. Còn nếu như mà anh em thấy video này hay thì hãy để lại cho mình một like, một đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để có thể xem sớm những video mới nhất từ kênh Kèo Bóng Hải Minh, Xem Bóng Đá Là Có Tiền và cũng như là bình luận viên Hoàng Hải. Ở trên kênh của mình cũng đã lên sớm cho anh em cái trận cầu diễn ra trước đó nha, trận đấu giữa Paris Saint-Germain và Borussia Dortmund. Anh em có thể xem lại video trước của mình để biết được những cái nhận định phân tích và cũng như là các cái mã kèo mình lên cho anh em nha. Rồi, thì mình cũng xin cảm ơn anh em đã xem hết video và hẹn gặp lại anh em ở những